9. Chim Turacor. Turacor được tìm thấy trên các khu rừng và thảo nguyên ở châu Phi. Có khoảng 18 loài chim đáng yêu này. Màu sắc của chúng có thể thay đổi từ đỏ, xanh lá cây, xanh dương, vàng, tím và nâu. Turacor cũng là loài chim thú cưng phổ biến. Trong điều kiện nuôi nhốt, chúng có thể sống hơn 30 tuổi. Turacor thích ăn chuối, nho và đu đủ. Một con Turacor nuôi bởi con người sẽ khá thân thiện và cũng có thể được cho ăn bằng tay. Turacor là loài chim sống trên cây đặc hữu của châu Phi, vùng cận Sahara. Nơi chúng sống là trong rừng và thảo nguyên. Chúng sống thành bầy, không di cư mà di chuyển theo nhóm gia đình lên đến 10 cá thể. Nhiều loài khá ồn ào, thường xuyên kêu lên báo động sự hiện diện của động vật khác hoặc của kẻ thù. Chúng xây những chiếc tổ lớn trên cây và đẻ 2 hoặc 3 quả trứng. Turacor là những con chim có kích thước trung bình. Chúng có chiều dài từ 40 đến 75 cm. Khả năng bay lượn kém, nhưng là những tay leo trèo cự phách. Di chuyển nhanh nhẹn trên cành cây và qua các thảm thực vật. Con non có móng vuốt trên cánh, giúp chúng leo trèo dễ dàng. Chúng có cách sắp xếp bàn chân độc đáo. Trong đó ngón chân thứ tư có thể được đưa ra phía sau bàn chân, gần như chạm vào ngón chân thứ nhất, hoặc xoay ra phía trước gần ngón thứ hai và thứ ba. Mặc dù có sự linh hoạt này, ngón chân thực sự thường được giữ ở góc vuông với trục của bàn chân. Turacor là những con chim có màu sắc rực rỡ, thường là xanh dương, xanh lá cây hoặc tím. Màu xanh lục trong Turacor đến từ Turacor verdin. Sắc tố xanh thực sự duy nhất ở loài chim được biết đến cho đến nay. Màu xanh lá cây trên lông của các loài chim khác đến từ sự phản xạ không đầy đủ của ánh sáng. Khi ánh sáng từ sắc tố vàng đi qua các tế bào xanh dương hoặc ngược lại, cánh Turacor chứa sắc tố đỏ Turakin. Không giống như ở các loài chim khác, nơi màu đỏ là do carotenoids. Cả hai sắc tố đều có nguồn gốc từ porphyrin và chỉ được biết đến từ loài Musophagidae hiện nay. Mặc dù màu xanh lá có khắp mọi nơi, màu cây, cỏ, hoa, nhưng trong tự nhiên, sắc tố xanh lá đến từ chất diệp lục và chất này thì tuyệt nhiên không có ở loài động vật nào hết. Là một sắc tố uroporphyrin đồng độc đáo, chịu trách nhiệm cho màu xanh lá cây tươi sáng của một số loài chim thuộc họ Musophagidae. Đáng chú ý nhất là Turacor. Nó liên quan về mặt hóa học với Turakin, một sắc tố màu đỏ cũng được tìm thấy hầu như chỉ có trong Turacor. 10. Rẻ cừu lam, ru dây. Rẻ cừu lam là một loài chim thuộc họ quạ, là loài bản địa của Bắc Mỹ. Chúng sống ở khắp miền Đông, miền Trung Hoa Kỳ và miền Nam Canada. Những cá thể sống ở miền Tây có thể di cư. Loài này sinh sản trong các khu rừng rụng lá, rừng tùng bách và thường gần các khu dân cư. Chúng thường có màu lam với vùng ức, vùng bụng màu trắng và mào của chúng màu lam. Nó có vòng lông hình chữ U màu đen quanh cổ và viền đen sau mào. Không có sự khác biệt về kích thước và bộ lông giữa con đực, con cái. Và bộ lông không thay đổi trong năm. Có 4 phụ loài của loài này đã được ghi nhận. Rẻ cừu lam ăn chủ yếu là các loại hạt, cây sồi, trái cây mềm, động vật chân đốt. Và thỉnh thoảng ăn các loài động vật có xương sống nhỏ. Chúng đặc biệt nhặt thức ăn từ cây, cây bụi và trên mặt đất. Mặc dù đôi khi săn bắt côn trùng, cả chim bố và mẹ cùng xây tổ hình chiếc cốc hở trên nhánh cây. Tổ có thể chứa 2 đến 7 trứng. Các trứng có màu lam hoặc nâu nhạt với các đốm màu nâu. Chim mới nở được mẹ mớm ngồi trong vòng 8 đến 12 ngày. Chúng ở trong tổ cùng chim bố mẹ trong vòng 1 đến 2 tháng trước khi rời tổ.